top những câu, những từ tiếng Việt không biết dịch sang tiếng Hàn kiểu gì. Top 1: chồng với chẳng con, vợ với chẳng con với cái. Ok, chồng là nam chân, vợ là mái nông gà, waifu, anh em, hoặc có thể nói là bú đi chịp xa đàm, nhà tôi. Thế còn con là chá nhỏ, chá xích. Ok, vậy chồng với con, vợ với con với cái, thì chúng ta kiểu gì? Top 2: thật là cảm giác. Ok, thật là có thể nói là chồng mấy, chín chả. Thế còn cảm giác là nước kim. Thế chẳng lẽ anh dịch là chồng mấy nước kim in này ồ? What? Không biết dịch kiểu gì. Top 3: đây, đây, ok. Ví dụ nhá, tao đây cần. Câu này mình hiểu tiếng Việt là tao không cần. Dịch sang tiếng Hàn là Pill of store. Pill of store. Ok, ví dụ tiếp theo. Đây, câu này có thể hiểu tiếng Việt là tao không biết. Dịch sang tiếng Hàn là mối lạ. Mối lạ. Nhưng từ mối lạ và Pill of store, nó không thể nào mà nó diễn tả hết được cái sự tinh túy của tiếng Việt. Ok, thật là cảm giác. Mình là Thành Thành Mát ạ. Hãy theo dõi kênh của mình để học tiếng Hàn mỗi ngày nha.